Cemegek airnya ini kan jet fokish. Lah, ini kenapa ke langit? Sao cụ lông cổ nó dài vậy? Tại vì nó anh nghĩ nè là nó cổ dài. Vậy đó hả? Dạ. Nên nó làm được cái gì? Nó làm được cổ dài. Ăn lá cây. Nó còn làm gì được nữa? Còn để con khủng long bảy chúa. Đến khủng long bảy chúa luôn hả? Hay vậy. Con khủng long này của tôm có thể làm gì? Để trứng nữa hả? Đâu, trứng nó sao đâu? Mình phải để trên đó hả? Con phải trứng gì vậy? Hai hả? Rồi tôm làm cho các bạn xem nha. Con bật pin lên hả? Con bật pin, nó lại bật trứng này nè. Hay vậy? Sao vừa đi vừa đẻ vậy? Thêm một quả nữa. Lấy hết trứng chưa? Đẻ hai quả thôi hả? Khủng long này ai mua cho tôm vậy? Cậu Tèo. Cậu Tèo hả? Dạ. Cậu Tèo ở đâu? Cậu Tèo ở Phú Quốc hả? Khủng long này tên là gì đó? Tên là gì? Brachiosaurus hả? Tôi biết tên anh luôn hả? Sao tôi biết tên chân anh của nó? Nhưng mà sao tôi nhớ tên khó nhớ rồi mà. Vậy con hả? Được. Con này con là gì vậy? Vậy con hả? Hay quá ha. Rồi. Hiện tại tôi có mấy con khủng long cổ dài vậy? Có con nữa không? Có. Có con khủng long cổ dài khác nữa không? Hả? Tôi đi tìm coi. Nhà mình có mấy con khủng long cổ dài. Tôm ơi. Tôm đang tìm hả? Mấy con khủng long nhỏ của tôm nhiều quá trời mà. Bên này em có không? Thì có mấy con khủng long này có khủng long cổ dài không? Có hả? Trên này thì gì? Khủng long voi không nè. Trên này voi không à? Trên này có khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng không à? Thôi thì leo lên con. Có không? Không có hả? Đây, tôm này tôm có con gì nữa, con tặng quà cho ba là con gì? Đâu lấy ba con. Đây, cá heo này mua ở đâu vậy? Cá heo này mua ở sân bay. Mua sân bay à? Dạ. Nó bằng gì? Nó bằng gỗ. Gỗ nó làm được những cái gì? Nó bơi được hả? Dạ. Nó xoay có xoay lại được không? Được. Cái này tôm tặng cho ba đúng không? Đúng rồi. Mày cảm ơn tôm nha. Đúng rồi. Cái này con lắc đầu được. Lắc đầu được không? Được rồi.
heo đều quá. Rồi hết rồi hả? Hết nguồn lông quả dài rồi hả? Nhớ mà nhớ đi, nhớ có mấy con nữa mà. Đúng rồi, đem đi cho ai không? Cho ai? Chà, máy bay to ghê. Đây là máy bay cá mập bắn súng. Máy bay gì? Máy bay cá mập bắn súng. Trời, máy bay cá mập bắn súng to vậy? Đúng rồi, to lắm. Đó, đó bằng, đó bằng con lông của dài này luôn nè. Ồ, ghê vậy. Trời, xuống nhiều quá. Đâu mở lên ba coi coi, có pin không? Khủng long nó có pin. Thank you.
8. Đây là củ số 8 luôn. Số 8 hả? Còn đây củ là A. Còn đây củ là A luôn. Gì nó mới đóng được. Rồi, con chào các bạn đi. Chào các bạn. Sao nữa? Các bạn nhớ đăng ký để xem những đoạn phim khác nhé. Remember to subscribe for more videos.